Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5.000 đồng token Kinde token. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 tỷ, đã có 1.893 tài khoản order, đã phát sinh 4.807 lượt giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, nên truy cập website để mình nhận phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn cố gắng là được làm hai bước hướng dẫn trên trang cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng bút copy quan trắc này ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt đơn đất của các bạn nhé. Các bạn thêm vị trí token này vào ví giúp mình. Ký hiệu Kinde, giữa token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nhé. Tìm từ bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, nếu các bạn có điều kiện thì bỏ số vốn nhỏ ra là 0.01 VLB mua cái đồng token này nhé. Nếu các bạn cần làm thì các bạn cho phần này cần làm 5.000 kim đây. Rồi, đây thì có kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo là nhấp kết nối ví ra là 0.00592 VLB, bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được thực hiện xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net thì có thể có dự án được ký phần thể tức phần đất chất trên nền mạng lịch sử phát triển trên nhé. Nếu bạn cho các tài sản vào giao dịch các sàn là từ từ thì bạn có thể vào đây đăng ký đầu hiệu kênh. Bạn lưu ý các cột bên cánh tay phải đây là những cái đấy dự án đào tạo đặc biệt sắp kết thúc. Những dự án sắp kết thúc các bạn có thể vào đây để lại xem cái những dự án nào mình chưa tham gia thì cố gắng tham gia đi. Và cách là các bạn nhấp copy con chắc và quay sang ví MetaMask của các bạn, ví của bạn dán vào và nhấp vào nhận token để các làm mở ra mới để các làm nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách để các làm nhận được 5.000 đồng token Kinde. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.